Hello các bạn. Bây giờ gia đình mình đang đi Florida chơi. Giờ mình đang vô Welcome Center của Alabama. Giờ mình chạy vô mình nghỉ ngơi rồi đi restroom rồi luôn. Hồi thứ hai đây con. Mệt không? Yeah. Lái cũng được 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng. 2 tiếng rồi. Rồi nhìn mấy đứa nhỏ kìa, đó xe quá trời. Đó, xe đậu đây. Đây cô mình. Guys. Mệt không con? You tired? Giờ vô vô đi restroom ha. Có chỗ bán nước uống rồi kìa. Yeah, the family restroom. Restroom ở đây nè. Qua đây. À, sách. See the color. Color pages. You can do the hot air balloons and the water with the trees. And I got one for each of you, okay? Say thank you. You're very welcome. Enjoy Florida. Yeah. Bye bye. Thank you. This is a welcome center. Yay! Let's go. Đó, trong parking này chia ra hai bên. Một bên là cho xe đậu thường thôi. Còn một bên là xe truck rồi nè, 18 bánh rồi đậu, mấy xe lớn. Này ngày thường hơi vắng. Nó chở cho mình ngồi nghỉ ngơi rồi đây. Rồi giờ đang nghỉ mệt. Giờ gia đình chung với gia đình của chị hai. Đó, ba thằng nhóc nè. À dữ dằn nhớ có trải cân bàn luôn ha. Trời ơi con gái đổ hôi luôn à. Đổ hôi vậy. Đổ hộp luôn. Justin, what you doing? Yeah. Put phone down. Con đi qua đi, ngồi đi. Ăn ổ này xong rồi giờ chạy tới 4 tiếng là vừa phải không? Xin ăn cơm đi. Vẫn sớm mà, 4 giờ mới check in mà. Rồi ăn đi. Rồi quên lấy muỗng đĩa cho mấy nhỏ. Để có thì muốn lấy rồi thì lấy cho. Rồi mấy đứa ở bên này đi. Tommy, why don't? I don't want to eat. I just want to play around. Đó, bánh mì thật đây. Mommy, I have the dirty. Ok, lấy cái bánh này rửa tay đâu mà. Thôi rửa tay đi. Thôi rửa tay đi. Oh, cái hand sanitizer được rồi. No. Ok, giờ mấy đứa vô cái tay hết nè, let's go. Everybody, let's go. À, không đói rồi nè. Mới đi 2 tiếng à, không đói rồi. 2 tiếng giữ gì con tiếng à? Ở trên 2 tiếng. Không, đừng nói 2 tiếng. Bây giờ hết thì... Nóng đổ rồi. Ừ.
That way, Nick? Let me try. Hold it. Này nước ở giếng nè. Jump. Chỗ ta rửa tay không rửa chén luôn kìa. Đó, giống như nào bây giờ. Đây là công cộng, nước công cộng cho nên là rửa thoải mái. Nước giếng. Nước giếng nào. Nghĩ của Mỹ đâu có nước giếng không? Đó, có. Two beers. Con mày ăn được dữ nha. Còn nữa mà. Rồi, ăn xong rồi, cho cả xe đi tiếp. You ready to go? Yes. Say see you in Florida. Say it. See you Florida. Ăn nóng mất đủ hồi luôn à. Đó, quá trời độ luôn. Rồi, bây giờ mình đang ở Welcome Center ở Florida đây. Dolphin. Hey, đứng lên đây. Bà đứng chụp hình nè. Hey Vic, are you tired? We almost there. Sure. Đi một vòng cho giãn chân. Ngồi 4 tiếng mỗi chân quá. Rồi đứng lại chụp hình đây. Welcome to Florida. Nóng hơn trời. Ready for the beach later. Yeah. Yay. Rồi, đi lại. No. Rồi, let's go. Đây, gia đình ba chiếc xe đi đây. Đó, giờ gia đình tới đông rồi, đi chụp hình gia đình tiếp. Trước cái tấm bảng Welcome to Florida nữa. Oyster nè, nó bám vô nè. Đó, quá trời luôn. Đó. Yeah. Oyster.
Nè qua đây nè, lấy quá trời đây luôn nè. Mẹ mẹ tôi cũng bắt bắt ôi sờ. Trời ơi nguyên con sờ luôn kìa. Oh my god. Rồi. Ý con ôi sờ luôn nè, quá trời luôn. Nó bơm nước được không? Nó bơm nước nè. Đó, nó bơm nước sao? My goodness. Nó bơm nước không? Yeah. Ôi sờ nôn nè. Nước cái đá, bơm nước được không? Big one too. No. Big one. Yeah, there you go. Oh my god.